cho các em thể hiện cho cái phần bài nội dung của bài 10 là lập với số lần biết trước và lập với số lần chưa biết trước. Hai tuần này chúng ta ở nhà, nội dung là của tuần 24, cô hướng dẫn cho các em thực hành cái bài tiếp theo với giải cái phần bài tập của trang 51, sách giáo khoa trang 51 đó. Mà muốn giải được cái bài đó, muốn giải được một số bài đó và thực hành ở tại nhà thì mấy em tải cái phần mềm Turbo Pascal 7.0 ha. Và mấy em xem cái phần video clip mà cô hướng dẫn á. Chúng ta xem cái phần tải phần Turbo Pascal 7.3.0 này về để trên máy để chúng ta thực hành. Ở đây cô sẽ hướng dẫn cho mấy em một số câu của bài tập ở trang 51. Thì ở trong phần trước chúng ta có cái phần bài thực hành là tổng 1A. Ở tổng 1A chúng ta cần tính tổng ớt. Cái giá trị chúng ta có là 1 trên A. Nhưng mà N nó sẽ chạy từ 1 cho đến 100. Khi N chạy từ 1 đến 100, chúng ta biết được cái số lần lập của nó là 100 lần. Thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lập với số lần biết trước là từ 1 đến 100. Trước khi vào vòng lập thì cái tổng chúng ta có là ớt bằng 1 chia A. Do vậy thì để cộng một giá trị mới, chúng ta sẽ có ớt bằng giá trị trước cộng cho 1 phần A cộng cho N với N chạy từ 1 đến 100. Thì chúng ta sẽ khai báo program, tên chương trình U, CRT để khai báo thư viện và chúng ta sẽ khai báo biến. Tại sao lúc này chúng ta không gộp 3 biến vào cùng một kỷ liệu có giá trị thật? Tại vì nó là tổng những phân số A và N là giá trị nguyên. Kiểu nghe em. Rồi, begin và end chấm là phần thân của chương trình. CLRCR là lệnh xóa màn hình ha. Rồi chúng ta cần nhập cái gì vào? Chúng ta cần nhập giá trị A vào. Mà để nhập giá trị A vào, chúng ta phải có một câu thông báo. Write, hãy nhập giá trị A vào. Và nhập A vào từ bàn phím, chúng ta sẽ sử dụng lệnh là readLN. Rồi, trước khi vòng lập ớt, chúng ta có giá trị ha. Vòng lập chạy từ 1 đến 100, ớt bằng ớt cộng 1 chia A cộng N. A cộng N nằm ở phần mẫu, cho nên chúng ta phải gom nó vào trong một cái cụm ngoặc. Rồi, sau khi vòng lập này tính xong, chúng ta cần xuất ra giá trị của ớt. Để thông báo, chúng ta sử dụng lệnh write. Kết quả là ớt. Đây là một sâu ký tự chúng ta phải đặt trong cặp dấu dưới đơn. Phẩy, để gọi giá trị của ớt. Do ớt là một số thực, cho nên chúng ta phần ảo của nó. Do vậy thì ở phần này chúng ta sẽ có là tổng số vị trí để lưu. Và số 4 này là đại diện cho số phần chữ số thập phần. Read để dừng màn hình để xem kết quả. Nếu với mỗi bài mà mấy em không có lệnh read này thì chúng ta không thể xem được kết quả vì chương trình chạy rất là nhanh ha. End chấm để kết thúc chương trình. Và chúng ta thử chạy run. Rồi nếu chọn A là 1, chúng ta sẽ có được kết quả là 5.1973. Tại vì lúc nãy đó mấy em, chúng ta chọn ớt á. Chúng ta chọn ớt là 2.8, 2.4, do vậy phần chữ số thập phân là 4. Còn phía trước chúng ta có số 5, thì chứng tỏ là 4 số chữ số thập phân, dấu chấm đó là 5, số 5 đó là 6 vị trí. Chúng ta còn 2 khoảng trống, chúng ta còn 2 khoảng trống ở phía trước đó. Do vậy thì kết quả ớt bằng, nó có 2 khoảng trống. Cho nên hai cái số đó nó mới rời nhau. Nào, kêu không em? Rồi lúc này chúng ta thử với một giá trị khác, giả sử như yêu cầu là tính tổng chạy từ 1 đến 10. Tính tổng dãy số từ 1 đến 10. Thôi chúng ta nhẩm chúng ta suy nghĩ ra. Hoặc là mấy em không nhẩm thì mấy em bấm máy tính, kết quả chúng ta rất là dễ dàng để tính được. Còn những bạn mà không cần bấm máy tính á, chúng ta sẽ nhìn nè. 9 1 9 với 1 là 10, 2 với 8 là 10, 3, 7 là 10, 4, 6 là 10. Chúng ta có 4 cặp, vậy là chúng ta được 40. Số 10 nữa là 50. Và 5 này nữa là 50, 55. Nhưng mà máy tính nó sẽ tính như thế nào? Nếu chúng ta sử dụng lập với số lần biết trước, chúng ta sẽ có lập với số lần biết trước là sẽ tính 10 lần lập. Vậy thì trước khi vào vòng lập, giá trị của N sẽ là mấy? Giá trị N sẽ là 0. Tiến hoặc lùi thì giá trị của biến đếm, cô coi N là biến đếm, sẽ tự tăng. Và cái ớt này sẽ bằng giá trị trước cộng cho giá trị sau. Cho nên trước khi vào vòng lập em cho chạy từ 1 đến 10 đó, thì ớt nó sẽ là 0. Rồi, khi vào vòng lập, ớt bằng ớt cộng N, lúc này nó là 0. Khi N là 1, nó sẽ được ớt là 1. N là 2, thì ớt chúng ta sẽ được bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy giá trị trước. Giá trị trước là 1, cộng cho N hiện tại là 2, chúng ta sẽ được là 3. Rồi khi N là 3,
khi n là 3 thì n sẽ có giá trị trước là 3 cộng 3 này được là 6. Tương tự ha, 6 cộng 4 ra được là 10. Khi n là 5, chúng ta giá trị trước là 10 cộng 5 là được 15. Rồi, 6, n là 6 ta sẽ được là 20, 21. N là 7 ta được là 20, 8. N là 8, 30, 36. N là 9, 45. N là 10 là 8, ta sẽ kiểm tra lại. Rồi giờ chúng ta sẽ qua cái phần tua vách can để chúng ta kiểm thử ha. Làm sao để cho màn hình chúng ta rộng lên. On Enter. Rồi bây giờ các bạn có thể sửa chữa chút xíu để chúng ta có được cái kết quả của phần tổng từ 1 đến 10. Rồi để làm được cái phần bài mới mà không mất đi cái phần bài cũ thì chúng ta nên tốt nhất là chúng ta copy cái bài phía trước. Copy từ RAM cho đến end chấm. Nè, làm sao để copy chúng ta không có xài như bên thực hành Word được. Không thực hành như bên thực hành tin học văn phòng được. Chúng ta phải sử dụng lệnh trong phần này. Các bạn tô từ RAM cho đến end chấm. Edit. Copy. Ha. Rồi file. Nail. Làm sao để có được bài thì làm thao tác tương tự. Edit. Chúng ta đổi tên là tổng từ 1 đến 10. 1 tiếp dạch 10. Lưu ý là trong phần đặt tên chúng ta không được bỏ trống nè. Hoặc là chúng ta không được để những ký tự đặc biệt, chúng ta có thể sử dụng dấu xếp gạch này cũng được ha. Rồi do các bạn chưa lưu đó cho nên chỗ này là no name. Được ha. Rồi, chúng ta tính tổng từ 1 đến 10 thì cái số cái ốp này chúng ta nè, tổng ta nè, nó không có kiểu real. Đúng không? Do vậy chúng ta có thể đưa nó vô kiểu là integer luôn vẫn được các bạn. Phải. Rồi một vấn đề nữa là cái bài của mình tổng từ 1 đến 10 thôi cho nên chúng ta không có A. Ta có thể bỏ A luôn. S, N kiểu integer. Rồi lệnh xóa màn hình. Có cần nhập A vào không các bạn? Chúng ta không cần nhập A vào ha. Cho nên là chúng ta có thể xóa hoặc là các bạn để nó vào trong cái chú thích cũng được ha. Rồi khi các bạn bật chú thích thì nó sẽ mờ những hàng sao. Các bạn dừng ở đâu thì... Rồi cái bài trước thì S bằng 1.0 chia A. Nhưng với bài của mình trước khi vào vòng lập đó thì S của chúng ta sẽ có giá trị là 0. N chạy từ 1 đến 10. S bằng S cộng cho N. Chúng ta xóa đi những cái phần này. Bỏ luôn mặt các bạn. Rồi, write kết quả S. Write kết quả S. Do lúc này S là một số nguyên cho nên chúng ta không cần phải để số chữ số học phần ha. Rồi, N lúc này thiếu dấu chấm rồi. Để copy dấu chấm rồi. Và chúng ta thử chạy coi chương trình nó có ra được là 55 hay không. Run. Ồ, kết quả bằng 55, khó mày. Enter. Để chúng ta trở lên màn hình màu xanh. Rồi, các bạn còn vấn đề nào không? Bây giờ ở trong bài nó có một cái yêu cầu là có thể dùng lập với số lần chưa biết trước while do để thay cho for do được không? Nếu được thì hãy thay thế tổng 1A, sử dụng tổng 2 đó, thay thế, sử dụng tương tự cái tổng 2 thay thế cho tổng 1A. Bây giờ chúng ta, cái bài đó thì nó hơi rối, nó nhiều số với nó có liên quan đến số học phân nữa, cho nên bây giờ chúng ta làm cái bài này. Ha, chúng ta làm thử cái bài này coi cho nó đơn giản, từ cái bài đơn giản chúng ta sẽ tổng quát lên, chúng ta quy nạp lên cái bài khó hơn. Rồi các bạn nhìn bài tổng 1 đến 10. Tổng từ 1 đến 10 nếu sử dụng vòng lập while. Chúng ta sẽ thay đổi như thế nào đây? Thì ở trên này nó vẫn tương tự thôi các bạn ha. S, N, integer, lệnh xóa trước khi vào vòng lập thì... Rồi, có một vấn đề nữa các bạn. For to do là vòng lập tiếng. Các bạn gì đó không biết thì lúc này khi làm việc biến đếm nó sẽ tự tăng hoặc giảm. Thì với cái bài này nè, do chúng ta đang xài tiếng nè, biến đếm là N, nó sẽ tăng một đơn vị, tự tăng một đơn vị. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang while do nó không tăng, nó không tự tăng, cho nên chúng ta phải làm gì? Rồi nếu như đầu tiên chúng ta cho n bằng 1.7, không sử dụng for nữa, thấy các bạn chúng ta sử dụng while ha. Y
lại đi. L E nhỉ? Why? Why cái gì đó? Nó sẽ đúng không? Cho nên L của chúng ta tổng từ 1 đến 10 thôi. Rồi cho N, N sẽ dừng. N sẽ dừng bé hơn 10 đi. Hay là bằng 10. Nó thử ha. Bằng 10. Làm cái công việc là tính tổng. Nhưng mà do cái N nó không tự tăng, cho nên chúng ta phải có một cái câu lệnh làm cho giá trị của N tăng, đúng không các bạn? Enter cái nó đẹp lên trên N 2.3. Mỗi lần tăng một đơn vị cho nên ta sẽ cộng là cộng 1.7. Bây giờ vấn đề là while điều kiện do câu lệnh là cấu trúc của nó, nhưng mà sau do chúng ta có đến hai câu lệnh, do vậy nó phải đặt trong begin N chấm phẩy. N chấm phẩy nha, N chấm là báo lỗi nha. N chấm phẩy. Mấy phần này thì nó là cho mình dễ nhìn thôi. Rồi. Kết quả up 2.8 cũng tương tự ha. Bây giờ chúng ta thử chạy coi nó có giống như cái bài trước hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ thay đổi chút nào đó để chúng ta có kết quả chính xác ha. Rồi. Rồi, cái 85, vậy nên nó lệch 10. Thì vấn đề ở đâu? Chúng ta sẽ sửa lại chút xíu nè. Bây giờ các bạn thử nè. Thử kiểm tra nha. Khi N là 1 nè. Kiểm tra điều kiện, đúng. Rồi, N bằng N cộng 1. Chứng tỏ nó là 2 rồi. 2 mà đưa vô N, S bằng S cộng N. Có nghĩa là S này bằng 0 cộng 2 nè. Chúng ta bị sai chỗ này, đúng không? Do vậy, mình sẽ trở lên đây chút xíu nha. Do N này bằng N cộng 1 đã rồi nè. Do đó mình sẽ có giá trị đầu tiên của up phải là 0 cộng 1. Vậy hôm nay chúng ta đổi cái này chút xíu nha. Xong, rồi thử nha. Lên. Rồi ta bỏ cái bé nào này. Lấy, bỏ cái vòng này. Rồi. 55, ồ đúng rồi, có mật. Rồi, giờ cô nói chỗ này lại ha. Do phần while do giá trị của N không tự tăng, do đó chúng ta phải có câu lệnh làm cho N tăng đi một đơn vị. Được không các bạn? Rồi, cái tổng S chúng ta trước khi vào vòng lọc thì S nó sẽ là 0. Do đó thì với cái giá trị đầu tiên của N phải là 0 cộng 1. Được không các bạn? Do là 0 cộng 1 cho nên ở trên này nè, đã có câu lệnh làm tăng N lên 1 rồi nè. Thì chứng tỏ rằng trước đó N phải là 0. Được không các bạn? Rồi, N tăng đến khi nó là 10, nhưng mà do chỗ này chúng ta này có câu lệnh làm tăng N nè, N tăng lên nè, là 9 nè, khi nó là 9 cộng 1, tăng từ 1 về dài lên, khi nó là 9 cộng 1 thì ở đây đã là cộng, rồi nó sẽ lấy cái giá trị của N là 10 nè, đưa lên này, nó kiểm tra, 10 có bé hơn 10 hay không, 10 không bé hơn 10 cho nên nó dừng lại thì nó sẽ không thực hiện câu lệnh sau đâu, đồng ý cộng này không làm nữa, có nghĩa là N không có tăng lên 11 các bạn, rồi write lên kết quả up. Thì nó xuất cái ớt mà nãy chúng ta đã tính ra đó là 50, 55 ha. Rồi kết quả chúng ta là 50, 55 yên tâm. Rồi ở trong bài của mình, nó ở trong bài toán số 5 câu 5A đó các bạn, nó có một cái bài là tính tổng. Khó này nha. Trời này nhỏ xuống đi thôi. Rồi, con lên đây chút. Tính tổng từ 1 đến 10. Bài này lặp lại một xíu ơi. Tính tổng dãy số 1 chia N với N chạy từ 1 đến 100. Cái này cô làm dây rồi. Thì các bạn, tính tổng dãy số 1 chia N với N chạy từ 1 đến 100. Vậy chúng ta sẽ có cái gì? Thôi ví dụ như đây là N.
Rồi, với này là phần tính tổng ở trong bài đó người ta đang cho là gì vậy? Đang cho là y, không? Rồi, đang cho là y. Mình xài y cũng được, còn không thì mình xài ớ trên giống ở trên cũng được ha, tùy ha, tùy các bạn ha. Rồi bây giờ ở đây chúng ta có nè, nếu như n là, có ví dụ ha, ở đây là 100 ha. Thôi tự nhiên ra hát gì nhỉ? Rồi nếu n là 1. Rồi, nếu này là 1 thì nó sẽ có là 1 phần 1 là 1. Nếu này là 2 thì nó sẽ có là 1 phần 2. Nghĩa là lấy 1 này cộng thêm cho 1 phần 2. 1 cộng 1 phần 2 nó sẽ được là 3 phần 2. Rồi, tương tự ha. Thì khi nó là 3, khi là 3 thì nó sẽ có thêm là lấy giá trị trước. Lấy giá trị trước ớt thứ nhất nha, ớt 1. Rồi bên đây là ớt 2. Ớt 3 ta sẽ bằng ớt 2 cộng thêm cho 1 phần 3. Thấy các bạn, tương tự cho đến là khi n là 100 thì nó sẽ có nguyên cái dãy số trước 1 chia 1 cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 9 9 cộng dài cho đến là 1 chia 1 100. Do vậy thì cái ớt của chúng ta sẽ tính lại như thế nào? Với bài này nó sửa chút xíu. Do chúng ta có là tổng phân số. Tổng phân số thì các bạn coi coi chúng ta xem nó sẽ tương tự như cái bài tổng 1A. Bây giờ cô xem cái bài này lại nhé các bạn. Tổng 1 đến 10 đi. Rồi thêm cái bài tổng 2 này lại ha. Tổng A mình để chúng ta có là 1 chia N. Rồi cái ớt này là cái y. Rồi cái ớt đây. Y hoa y thường thì nó không có phân biệt chứ mà. Rồi nhập A vào thì ta cũng không cần. Thiếu sao ạ? Rồi ớt bằng 1 phần A. Nếu chúng ta cho vòng lọc chạy từ cho đến 100 thì khi chưa có gì hết thì ớt nó sẽ là không. Tính khoảng n chạy từ 1 đến 100 làm công việc là ớt này chúng ta đổi biến ha. Lên tạo hình y, tạo ốc lượng đi hết cho dễ nhớ ha. Đây cô làm biến các bạn đổi lại chút xíu ha. Cộng cho cái gì đây, n. Kết quả ớt đổi thành y, gọi giá trị của y 8 4. Ta nhớ là kết quả là 5.187 m. Rồi trở lại cái bài của mình chút xíu các bạn, bài tổng tổng 1A đó. Cái bài tập 3 trang 51 người ta kêu là hãy dùng why do thay thế cho for do được không? Người ta hỏi được không thì mình chưa có xác định được. Nhưng mà khi người ta nói là nếu được, khi nói từ nếu được chứng tỏ là có thể làm được.
đúng không? Do vậy thì chúng ta có thể làm nè, và cái câu này nó là nếu được hãy chuyển đổi tổng mục a từ for do sang while do. Bây giờ chúng ta trở về cái bài file open, tổng mục a đổi thành tổng hai. Rồi từ tổng mục a này nè, chúng ta đổi thành tổng hai thì chúng ta sẽ thay đổi cái gì? Bỏ những chỗ này thôi. À, tổng mục a của cô bị gián rồi, chưa kịp lâu rồi. Tổng mục a rồi ớt, trả lại ớt luôn, mất thời gian cho phần này quá. Chuyển đổi từ for sang while. Rồi, trước khi vào vòng lặp thì chúng ta sẽ cho n hai chấm bằng. Rồi, ví dụ như chúng ta cho n là 0 chấm phẩy. Rồi, còn chỗ này có sẵn n là 1 luôn. Rồi, n là 1. Thế thì khi n đã có sẵn giá trị rồi thì chúng ta sẽ cho nó chạy vô vòng lặp luôn, không cần đưa cái n là 1 phía trước. While. Thiếu gì nữa đây? À, phải để vào câu lệnh ghép. Rồi kết quả chúng ta thử nhé. Hồi nãy cái bài tổng mục A mình tính là được 5 chấm mấy đó. Rồi các bạn có ghi lại thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nếu nó khó. Nó trở về trước chút xíu là kiểm tra rồi có thể chạy nha. Rồi. Hãy giá trị A vào cho A là 1. Yêu cầu là 5.1874, hình như nó có lệnh lại chỗ này đó. Rồi kiểm tra thử coi, nhập a vào ở vùng 1 chia n bởi n, n bằng 1, n bé 100, n bởi n cộng 1. Kết quả nếu như 100 thì chỗ này chúng ta sẽ có, ta đổi điều kiện này chút xíu nữa. Cái bài hồi nãy mình thử cái tổng chỗ của con hết ăn rồi. Bài giảng của cô cũng tương đối rồi, các bạn về xem kỹ lại nhé, vẫn là sẽ thực hành cho những bài tiếp theo. Còn một cái bài là tính tuổi cha tuổi con, các bạn nó cũng tương tự như vậy nha.
bài giảng chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Nhưng mà các bạn nhớ về nhà xem cái phần bài tập tuổi tính tuổi cha tuổi con và tính cái số tiền mà khi chúng ta đã gửi phần ngân hàng nha, là cái bài 7 với cái bài 8 của sách giáo khoa.